Nếu nói hư không ở khắp tất cả mọi nơi, đây gọi là có. Nói trong năm uẩn có ngã chân thật, đây gọi là không. Như thật tu trí thường được giải thoát, đây gọi là có. Nếu mắc vào tà trí mà được giải thoát, đây gọi là không. Lìa các ngã kiến vân vân được không trí, đây gọi là có. Đắm vào các ngã kiến vân vân thường được trí không, đây gọi là không. Thiền vương nên biết các đại bồ tát tu hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết có không của thế gian thường tu bình đẳng, hiểu rõ các pháp do nhân duyên sanh, vì theo thế tục nên nói có chẳng phải thường kiến, biết pháp nhân duyên bản tánh của chúng đều là không, chẳng sanh đoạn kiến. Đối với giáo pháp của chư Phật như thật thông suốt, thiền vương nên biết Phật vì Bồ Tát được nói bốn pháp là thế gian, sa môn, bà la môn, vân vân, và trời trường thọ khởi nhiều về thường kiến, vì muốn phá chấp kiến của họ mà nói các hành là vô thường. Có những trời người nhiều tham đắm dục lạc, vì phá kiến chấp của họ nên nói tất cả khổ. Với hạng tà kiến ngoại đạo chấp thân có ngã, vì phá kiến chấp của họ nên nói thần vô ngã. Kẻ tăng thượng mạn hủy báng niết bàn chân thật, vì vậy nói niết bàn vắng lặng, nói vô thường để họ trí tâm cầu pháp rốt ráo, nói khổ để họ mong cầu xa lìa sanh tử. Đối với người nói vô ngã thì hiểu rõ không môn để họ thông suốt, và nói tịch tĩnh để họ hiểu rõ vô tướng, xa lìa sự chấp tướng. Thiền vương nên biết các đại bồ tát hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu tu học như vậy, đối với các pháp lành quyết không thối lui, mau thành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ tối thắng lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu tu những hạnh nào để hộ trì chánh pháp? Phật bảo tối thắng: Thiền vương nên biết, nếu đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thực hành không trái lời và tôn trọng sư trưởng, thuận theo chánh pháp, tâm hành điều hòa nhu nhuyễn, trí thành thuần chất, các căn vắng lặng, xa lìa tất cả pháp ác bất thiện, tu căn lành thù thắng, gọi là hộ trì chánh pháp. Thiền vương nên biết, nếu đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu ba nghiệp thần ngữ ý từ bi, chẳng màng danh lợi, giữ giới thanh tịnh, xả lìa các kiến chấp, gọi là hộ trì chánh pháp. Thiền vương nên biết, nếu đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tâm hành chẳng theo thương giận sợ si, gọi hộ trì chánh pháp. Tu tập tam quý hồ thẹn, gọi là hộ trì chánh pháp. Thuyết pháp tu hành đều đúng như những điều đã nghe, gọi là hộ trì chánh pháp. Thiền vương nên biết, chư Phật ba đời vì hộ trì chánh pháp mà thuyết Đà La Ni ủng hộ thiên vương và nhân vương, vân vân, để họ hộ trì chánh pháp được tồn tại lâu dài trên thế gian, cùng các hữu tình làm lợi ích lớn, nên nói Đà La Ni: Đát Điệt Tha A Hồ Lạc Quật Lạc Phạt Đẻ Hỏa Thích Noa Tóa Lũ Đồ Già 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 Chiếc Ni A Bôn Nhã Sát Đa Sát Đa Sát Diên Đa Sát Giã Tóa Ha Thiểm Mạt Ni Yết Lạc ổ lỗ Phạt Đẻ Ca La Bạt Đẻ Ca A Bệ Sa Đẻ Ni Tóa Thích Ni khư xà Mạt Đẻ A Phạt Thủy Ni Phạt Thi Phạt Đa Phạt Đa Nô Sa Lý Ni Bộ Đa Nô Tất Một Lật Đẻ Đẻ Phạt Đa Nô Tất Một Lật Đẻ Tóa Ha. Thiền vương nên biết, đại thần chú này có thể làm cho tất cả trời rồng dạ xoa kiện đạt phược, A Tố Lạc Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc Mà Khô Lạc Già, người chẳng phải người, vân vân, tất cả hữu tình đều được an vui. Chư Phật ba đời nói đại thần chú này vì hộ trì chánh pháp và ủng hộ thiên vương, nhân vương, vân vân được an lạc, nên dùng sức phương tiện mà tuyên thuyết. Do đó thiền vương, nhân vương, bản thân và quyến thuộc vân vân đều được an vui, chánh pháp được tồn tại lâu trên thế gian, hữu tình và quốc độ không có tai nạn, nên mỗi mỗi đều phải tinh tấn siêng năng trí thành tụng niệm, như vậy làm cho các oán địch, nạn tai, việc mà và chướng ngại pháp vân vân thảy đều tiêu diệt. Nhờ thần chú ấy mà chánh pháp tồn tại lâu dài trên thế gian, các hữu tình được lợi ích lớn. Khi thuyết đại thần chú bát nhã ba la mật đa này, các cung điện trời, núi, biển, đại địa vân vân đều chấn động. Có 80.000 loài hữu tình phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi ấy thiền vương tối thắng vui mừng hớn hở, dùng lưỡi bảy báu che trên đức Phật, chắp tay cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu những pháp nào mà tâm chẳng dao động đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề?
Phật bảo tối thắng. Thiền vương nên biết, đại Bồ Tát nào hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tinh tấn siêng năng tu tập, không ngại đại từ, không chán đại bi, thành tựu việc lớn, gia tăng tinh tấn, học đẳng trì không, cũng thường tinh tấn siêng năng tu trí bình đẳng với phương tiện thiện xảo, hiểu rõ như thật đại trí thành tịnh, thông suốt diệu lý bình đẳng của ba đời, không còn chướng ngại đi theo con đường chư Phật ba đời đã đi. Thiền vương nên biết, đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu pháp như thế thì tâm chẳng dao động đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tôi thắng lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu những pháp nào mà ngã việc bất tư nghị của các Như Lai chẳng kinh chẳng sợ, chẳng yêu chẳng não? Phật bảo tối thắng. Thiền vương nên biết, nếu đại Bồ Tát tu hành diệu tuệ, diệu trí đầy đủ, gần gũi bạn lành, vừa nghe pháp thâm sâu, hiểu rõ các pháp đều như huyễn, vân vân, ngộ đời là vô thường, có sanh thì phải có diệt, tâm không trụ dính mắc giống như hư không. Thiền vương nên biết, đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu pháp như vậy, nên nghe việc bất tư nghị của các Như Lai, tâm chẳng kinh chẳng sợ cũng chẳng yêu não. Tối thắng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu những pháp nào mà thường được tự tại dù ở bất cứ chỗ nào? Phật bảo tối thắng. Thiền vương nên biết, nếu đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu năm thần thông đầy đủ không ngại đối với các môn giải thoát tịnh lự vô lượng phương tiện bát nhã ba la mật đa, thường được tự tại dù ở bất cứ nơi nào, bấy giờ tối thắng bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, chứng được những môn nào? Phật bảo tối thắng. Thiền vương nên biết, nếu đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, chứng được môn diệu trí, thì có thể ngộ nhập các căn lanh lợi chậm lụt của tất cả hữu tình, đạt được môn diệu tuệ, thì có thể phân biệt cố nghĩa của các pháp, đạt được môn tổng trì, thì hiểu rõ tất cả âm thanh và lời nói, đạt được môn vô ngại, thì có thể nói các pháp rốt ráo vô tận. Thiền vương nên biết, đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, sẽ chứng được các môn như vậy. Tôi thắng lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu chứng được những lực gì? Phật bảo tối thắng. Thiền vương nên biết, nếu đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sẽ được năng lực tịch tĩnh nên thành tựu đại bi, được năng lực tinh tấn nên thành tựu bất thối, được năng lực nghe nhiều nên thành tựu đại trí, được năng lực tin ưa nên thành tựu giải thoát, được năng lực tu hành nên thành tựu xuất ly, được năng lực an nhẫn nên thương giúp hữu tình, được năng lực bồ đề tâm nên đoạn trừ ngã kiến, được năng lực đại bi nên giáo hóa hữu tình, được năng lực vô sanh nhẫn nên thành tựu mười lực. Thiên vương nên biết, đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, được các năng lực thù thắng như vậy. Khi Thế Tôn thuyết pháp này, 500 Bồ Tát đắc vô sanh nhẫn, 8.000 thiên tử đắc bất thối chuyển, 12.000 các chúng thiên tử xa lìa trần cấu, phát sanh pháp nhãn thành tịnh, 40.000 trời người đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.